Cô chào các bạn. Trước khi đến với tiết tập đọc hôm nay, cô và các bạn hãy cùng xem một bức tranh nhé. Chào các bạn. Trong bức tranh này, hai cô gái đang mặc trang phục của dân tộc nào nhỉ? Theo cô thấy thì hai cô gái này đang mặc trang phục của dân tộc ED, một dân tộc ít người sống ở vùng Tây Nguyên. Vậy từ xưa, người ED đã đặt ra được những tục lệ gì? Cô và trò chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tập đọc hôm nay chúng ta học nhé. Cô mời các bạn mở sách giáo khoa ra, trang 56. Các bạn hãy theo dõi cô đọc bài và cho biết bài này chúng ta có thể chia làm mấy đoạn nhé. Luật tục xưa của người ED về cách xử phạt. Chuyện nhỏ thì xử nhẹ, chuyện lớn thì xử nặng, chuyện giữa những người bà con, anh em cũng xử như vậy. Nếu là chuyện nhỏ thì phạt tiền một xong, chuyện lớn thì phạt tiền một co. Nếu là chuyện quá sức con người, gánh không nổi, vác không kham thì người phạm tội phải chịu chết. Về tăng chứng và nhân chứng, phải nhìn tận mặt, phải bắt tận tay kẻ phạm tội, phải lấy được, giữ được gùi, khăn, áo, dao của kẻ phạm tội, phải khoanh một vòng tròn dưới đất, khắc một dấu trên cột nhà, nếu ở trong rừng phải đẻ nhánh cây, khắc dấu vào cây rừng để làm dấu nơi xảy ra sự việc. Phải có 4-5 người hoặc vài ba người có mặt khi việc xảy ra, mọi người tai đều đã nghe, mắt đều đã thấy, có như vậy các tang chứng mới chắc chắn. Về các tội, tội không hỏi mẹ cha, có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ, bán cái này mua cái nọ mà không hỏi ông già bà cả là sai, phải đưa ra xét xử. Tội ăn cắp, kẻ thò tay ra để đánh cắp của người khác là kẻ có tội, kẻ đó phải trả lại đủ giá, ngoài ra phải bồi thường gấp đôi số của cải đã lấy cắp. Tội giúp kẻ có tội, kẻ đi cùng đi, bước cùng bước, nói cùng nói với kẻ có tội cũng là có tội. Tội dẫn đường cho địch đến đánh làm mình, kẻ mà địch không đi được thì cắn, địch không ăn được thì mớm, địch không biết thì nói cho biết, làm hàng trăm dân làng bị địch bắt, hàng nghìn dân làng bị địch giết là kẻ có tội lớn, phải xử kẻ đó bằng dao sắc, gươm lớn và bỏ xác hắn cho diều tha quạ mổ. Theo Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn. Các bạn vừa nghe cô đọc một lần, vậy thì trong bài này có những từ như luật tục, có nghĩa là những quy định, phép tắc phải tuân theo trong buôn làng, bộ tộc. ED, tên một dân tộc thiểu số sống ở vùng Tây Nguyên. Song, co, các đơn vị tiền cổ của người ED, hai song bằng một co. Tang chứng, sự vật, sự việc chứng tỏ hành động phạm tội. Nhân chứng, người làm chứng. Trả giá, trả lại đủ số lượng và giá trị. Sau khi nghe cô đọc bài và theo dõi thì các bạn có thể cho cô biết bài này chúng ta chia làm mấy đoạn nhỉ? Bài này có thể chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 là về cách xử phạt. Đoạn 2 về tang chứng và nhân chứng. Đoạn 3 là về các tội. Bây giờ cô trò chúng ta cùng sang hoạt động thứ nhất, đó là hoạt động luyện đọc nhé. Sau khi đọc bài, cô thấy trong bài có các từ mà các em hay đọc sai như luật tục, song, song, khoanh, khoanh, khắc dấu, tang chứng, địch giết. Bây giờ các bạn nghe cô đọc lại các từ này một lần nữa nhé. Luật tục, song, khoanh, khắc dấu, tang chứng, địch giết.
Ngoài những từ các em hay đọc sai thì còn có những câu các em lưu ý cách nhắc nhỉ như sau nhé. Ví dụ như câu: đi rừng lấy củi mà không hỏi mẹ cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ, bán cái này mua cái nọ mà không hỏi ông già bà cả là sai, phải đưa ra xét xử. Ở câu này chúng ta sẽ nhắc như sau. Rồi, các bạn nghe cô đọc câu này lại một lần nữa nhé. Đi rừng lấy củi mà không hỏi mẹ cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ, bán cái này mua cái nọ mà không hỏi ông già bà cả là sai, phải đưa ra xét xử. Vậy thì khi đọc bài này chúng ta cần đọc với giọng như thế nào? Thì chúng ta lưu ý đọc bài với giọng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát giữa các câu đoạn, thể hiện tính chất nghiêm minh, rõ ràng của luật tục. Bây giờ cô sẽ đọc lại một lần nữa, các bạn chú ý lắng nghe nhé. Luật tục xưa của người ED về cách xử phạt: chuyện nhỏ thì xử nhẹ, chuyện lớn thì xử nặng, chuyện giữa những người bà con, anh em cũng xử như vậy. Nếu là chuyện nhỏ thì phạt tiền một song, chuyện lớn thì phạt tiền một co. Nếu là chuyện quá sức con người, gánh không nổi, vác không giam thì người phạm tội phải chịu chết. Về tăng chứng và nhân chứng, phải nhìn tận mặt, bắt tận tay kẻ phạm tội, phải lấy được, giữ được gùi, khăn, áo, dao của kẻ phạm tội, phải khoanh một vòng tròn dưới đất, khắc một dấu trên cột nhà. Nếu ở trong rừng phải bẻ nhánh cây, khắc dấu vào cây rừng để làm dấu nơi xảy ra sự việc. Phải có 4-5 người hoặc vài ba người có mặt khi việc xảy ra, mọi người tai đều đã nghe, mắt đều đã thấy. Có như vậy các tang chứng mới chắc chắn. Về các tội: tội không hỏi mẹ cha, có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ, bán cái này mua cái nọ mà không hỏi ông già bà cả là sai, phải đưa ra xét xử. Tội ăn cắp: kẻ thò tay ra để đánh cắp của người khác là kẻ có tội, kẻ đó phải trả lại đủ giá, ngoài ra phải bồi thường gấp đôi số của cải đã lấy cắp. Tội giúp kẻ có tội: kẻ đi cùng đi, bước cùng bước, nói cùng nói với kẻ có tội cũng là có tội. Tội dẫn đường cho địch đến đánh làm mình: kẻ mà địch không đi được thì cõng, địch không ăn được thì mớm, địch không biết thì nói cho biết. Làm hàng trăm dân làng bị địch bắt, hàng nghìn dân làng bị địch giết là kẻ có tội lớn. Phải xử kẻ đó bằng dao sắc, gươm lớn và bỏ xác hắn cho diều tha quạ mổ. Theo Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn. Các bạn vừa cùng cô tìm hiểu xong phần luyện đọc, bây giờ các con sẽ cùng chuyển sang phần tìm hiểu bài thông qua bộ câu hỏi của cô. Trong quá trình trả lời câu hỏi, nếu có điều gì thắc mắc, các bạn cứ mạnh dạn hỏi cô nhé. Cô chào các bạn.